tiếp trong phần 1 của chương trình, Thanh Trang xin kính mời quý vị theo dõi Nha khoa thưởng thức với bệnh sâu răng do nha sĩ Trần Xuân Vinh thực hiện. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm hiểu về nha khoa. Bài đầu tiên là bệnh sâu răng. Sâu răng là một loại bệnh của miệng do sự phá hoại cấu trúc của răng. Răng gồm có 3 lớp: men, ngà và tủy. Trong tủy răng có thần kinh và mạch máu. Sau đây là nguyên nhân của sâu răng. Răng sâu do một loại vi khuẩn axit gây ra như Lactobacillus, Streptococcus mutans và các loại Actinomyces. Các vi khuẩn này gây tổn thương trong răng trong môi trường có chất đường lên men được, ví dụ như các loại đường sucrose, glucose và glucose. Chính vì vậy, khi sử dụng thực phẩm nhiều đường, mức độ sâu răng sẽ càng cao. Sâu răng có các mức độ nặng nhẹ khác nhau. Ban đầu chỉ là một vùng nhỏ, sau đó tiến triển thành một chấm đen, thành một lỗ nhỏ và sau đó là một lỗ thật lớn, rồi răng bị bể và gãy. Ở dạng ban đầu, sâu răng không nhìn thấy được cũng không có triệu chứng đâu. Bác sĩ nha khoa sẽ tìm được các chỗ bị sâu. Với kỹ thuật quang tuyến tân kỳ, chụp hình răng không cần phim, gọi là dental sensor, giúp khám phá các lỗ nhỏ ở răng mà có thể mắt thường không thấy được. Cần chờ khoảng 60 phút sau mới đánh răng để bảo vệ men răng. Trong thực tế rất khó nhớ và áp dụng, tuy nhiên nếu làm được đó là điều rất tốt. Nên đánh răng ít nhất 2 lần trong ngày. Đánh răng vào buổi tối trước khi đi ngủ rất quan trọng vì trong thời gian ngủ chỉ cần 6 tiếng đồng hồ là vi khuẩn trong miệng có thể phá hoại răng. Kỹ thuật đánh răng cũng không kém phần quan trọng. Không đánh răng theo chiều ngang, qua lại mà phải đánh răng từng chỗ một theo chiều nghịch kim đồng hồ, đó là cách tốt nhất để làm sạch các kẽ răng. Thứ hai, cách phòng bệnh kế tiếp là floss răng. Floss răng là kỹ thuật dùng một sợi chỉ nhỏ đưa vào khoảng trống giữa hai răng, kéo nhẹ xuống chân răng và kéo ra ngoài để làm sạch chân răng và nướu răng, giúp giảm tỷ lệ bệnh nướu răng. Để kết luận, đây là những điều cần nhớ. Không nên ăn vặt, không nhai kẹo, không dùng kẹo cao su có chất đường. Nên giảm bớt các thực phẩm có nhiều chất ngọt. Không nên ăn thức ăn quá lạnh hay nhai đá cục. Cần nên ăn những thực phẩm có canxi và sinh tố D để giúp cho độ cứng của răng, đặc biệt là các phụ nữ sinh sản nhiều lần. Nên thường xuyên sử dụng các loại kem có chất fluoride để bảo vệ răng. Và cuối cùng, quý vị cũng nên khám định kỳ mỗi 6 tháng để rửa răng, làm sạch răng, đặc biệt những người có bệnh kinh niên như bệnh tim, bệnh tiểu đường, suy thận và bệnh làm giảm phản ứng miễn nhiễm, cần để ý những điểm này. Thưa quý vị, hy vọng các thông tin trên giúp cho quý vị có thêm một số kiến thức thông thường để bảo vệ sức khỏe của mình.